Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi tháng 8 âm lịch của bạn tuổi Thìn năm 2020 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm Canh Tý, sự nghiệp của tuổi Thìn có phần chững lại, vận trình biến động lớn. Đường tình duyên không được ổn định, tổng thể vận trình xuống dốc không phanh. Bản mệnh công việc bận rộn, áp lực gia tăng, lại bị đồng nghiệp chèn ép. Các cuộc tranh đấu nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó, có lúc sức tàn lực kiệt chỉ muốn từ bỏ. Con giáp này nên bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt để đấu lại với những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình. Đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí. Ngoài ra, chuyện tình cảm của tuổi Thìn đang trong tình trạng báo động. Các cặp đôi không ngừng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn cũng theo đó mà gia tăng. Con giáp này cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để những áp lực của công việc khiến mình trở nên nóng nảy mà giận cá chém thớt, vô hình chung khiến cho mối quan hệ của mình trở nên tệ hại hơn gấp nhiều lần. May mắn là có lục hợp mà bạn tìm được tiếng nói chung với người thân trong gia đình và họ trở thành điểm tựa cho bản mệnh trong giai đoạn khó khăn này. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Thìn âm lịch sự nghiệp. Công việc nếu không có được bước tiến nào quan trọng trong thời gian này thì con giáp tuổi Thìn cũng đừng chớ vội buồn. Điều đó có nghĩa là bạn nên chậm lại mọi thứ, không được nóng vội, nên tập trung vào việc học hỏi, cải thiện bản thân. Bạn là con giáp kiên cường, không để thất bại cản bước đến thành công cơ mà hãy mạnh mẽ lên. Hiếu bận nâng đỡ để dù trong khó khăn bản mệnh vẫn có thể tìm ra cơ hội riêng cho mình. Có thể cách thức thực hiện khác trước đây, đòi hỏi bạn phải tập trung và tính toán nhiều hơn nhưng là điều đáng giá. Cố gắng trì hoãn một việc nào đó hoàn toàn không phải là giải pháp phù hợp. Đừng quên rằng bạn có thể chọn cách giải quyết cho riêng bạn, tuy nhiên có những việc dù bạn cố gượng ép thì mọi thứ vẫn diễn ra như nó vốn có mà thôi. Đôi khi vì bận rộn phàn nàn về công việc nên bạn quên mất việc tận hưởng những giá trị đẹp đẽ mà bạn đang có trong đời sống. Đừng vì quá nhiều những trách nhiệm yêu cầu mà quên rằng bạn trong ngày hôm nay chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua là đủ. Thời gian này bạn cũng nên tìm cách cải thiện các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí với đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai. Đừng thể hiện thái độ đối đầu hay luôn cho rằng mình đúng, sẽ không ai muốn làm việc với bạn đâu. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Thìn âm lịch tài lộc. Từ đầu năm tới nay mọi thứ đang chững lại nên con giáp tuổi Thìn không dám liều lĩnh trong các thương vụ đầu tư, vì thế mà tình hình tài chính chỉ đảm bảo thu chi đều đặn mà thôi, khó có cơ hội vượt lên hẳn. Đối với bản mệnh thì lúc này an toàn đã là tốt rồi. Nguồn thu không có gì khởi sắc nên bản mệnh phải cố gắng tiết kiệm, chớ nên tiêu xài hoang phí. Nhớ phải kiểm soát việc chi tiêu gắt gao hơn nếu không muốn rỗng ví từ giữa tháng. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến con giáp tuổi Tuất khó có thể kiểm soát được những khoản phải chi nhỏ lẻ tưởng là tiết kiệm được nhưng cuối cùng nhiều số tiền nhỏ cùng chi ra trong một tháng khiến bạn hao hụt đáng kể đấy. Tháng này có nhiều khoản chi như đi tụ tập bạn bè, sinh nhật, chẵn tháng con của bạn, đồng nghiệp. Nên dự báo là bản mệnh phải chi ngoài dự định một khoản kha khá đấy. Thế nên nếu có món đồ nào thực sự trì hoãn được thì nên để tháng sau mua bạn nhé. Nếu có thể, bạn nên tìm cho mình một người thầy để học hỏi thêm về cách quản lý tiền bạc, họ sẽ cho bạn những lời khuyên đáng giá hơn cả tiền bạc. Nhưng nếu không có thì bạn nên tự tìm hiểu qua sách vở cũng đủ giúp bạn cải thiện khả năng sử dụng tiền đúng cách hơn đấy. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Thìn âm lịch tình duyên. Lục hợp mang lại cơ hội hòa hợp để bạn dễ dàng thu hút người khác giới. Người độc thân nhớ đừng đùa giỡn tình cảm của bất cứ ai khi họ đang thật lòng với bạn.
Dù thế nào cũng nên giữ hình ảnh đẹp trong mắt nhau bạn nhé. Đời sống tình cảm của con giáp tuổi Thìn có thể có đôi chút rối loạn trong tháng này, lúc thì hạnh phúc, lúc lại hời hợt xa cách bạn chẳng thể nào đoán biết được. Dường như bạn có cảm giác người ấy đang cố giấu bạn điều gì đó, không thể nói ra. Tuy nhiên đừng quá căng thẳng, bởi vì ai cũng vậy. Không phải lúc nào mọi thứ cũng trơn tru thoải mái như những điều mà bạn mong đợi. Có những việc mà bạn không thể nào trốn tránh, vậy thì cách tốt nhất là đối mặt và tìm hướng xử lý mà thôi. Đối với nữ giới tuổi Thìn, nếu chàng trai của bạn có hành động chia sẻ những điều riêng tư của bạn cho người khác, hãy rời bỏ anh ta. Không có lý do gì để ở cạnh một người không tôn trọng bạn. Nên nhớ rằng, người đàn ông yêu thương bạn thật lòng sẽ không bao giờ tiết lộ những bí mật của bạn với người khác. Bạn xứng đáng có một người tuyệt vời hơn thế chăm sóc bảo vệ mình, đừng vì cô đơn mà cố níu kéo người không có tình cảm với mình. Xem thêm tình yêu đích thực 12 con giáp sẽ của đời mình sẽ xuất hiện năm bạn bao nhiêu tuổi. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Thìn âm lịch sức khỏe. Theo tử vi tháng 8 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, bạn không phải bận rộn tới mức quên mất việc chăm sóc bản thân như tháng trước thì cũng là thời điểm mà bản mệnh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù bạn nóng lòng muốn làm thêm việc này, việc kia để lấp thời gian trống nhưng thực tế là bạn cũng cần được nghỉ ngơi và nạp năng lượng nhé. Thời gian này được xem là sạc pin để sau đó khi quay lại với công việc, năng lượng của bạn sẽ dồi dào hơn, khả năng sáng tạo sẽ khó ai sánh kịp. Đôi lúc cho bản thân được hưởng cảm giác thảnh thơi khi không phải suy nghĩ tới bất cứ việc gì sẽ là cơ hội tốt để cải thiện sức khỏe tốt hơn cả thuốc bổ đấy. Không ai yêu bản thân bạn bằng chính bạn đâu, nên nhớ rằng lùi một bước để tiến hai bước. Hãy cố gắng để có một tháng mới cân bằng và ý nghĩa. Để cải thiện từng bữa ăn trong tháng 8 năm 2020 âm lịch này, bạn nên quan tâm đến màu sắc đa dạng và tươi mới của thực phẩm, như thế sẽ dễ dàng chọn được thực phẩm lành mạnh hơn. Ưu tiên đồ tươi mới, đúng mùa vừa rẻ lại vừa ngon, nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe. Cẩm nang vượng vận. 1. Nhâm Thìn Thủy, Nam Vân Hán, Nữ La Hầu. Khẩu quyết, đôi khi bạn cần biết nói không nếu không muốn tức giận vì bị lợi dụng. Quý nhân, Ngọ, Dậu, Tiểu nhân, Sửu, Mão, màu sắc may mắn, vàng, đen. 2. Giáp Thìn, Hỏa, Nam Thủy, Diệu, Nữ Mộc Đức. Khẩu quyết, những quyết định quan trọng phải đợi lúc đầu óc sáng suốt mới thực hiện. Quý nhân, Mão, Dậu, Tiểu nhân, Thìn, Sửu, màu sắc may mắn, nâu, xám. 3. Bính Thìn, Thổ, Nam Mộc Đức, Nữ Thủy, Diệu. Khẩu quyết, nhân duyên tốt, được nhiều người để ý, hãy mở rộng lòng mình. Quý nhân, Dậu, Hợi, Tiểu nhân, Tuất, Tỵ, màu sắc may mắn, trắng, đỏ. 4. Mậu Thìn, Mộc, Nam Vân Hán, Nữ La Hầu. Khẩu quyết, không phải cứ cố làm nhiều là tốt, đôi khi sự tĩnh lặng còn có giá trị hơn bất cứ thứ gì. Quý nhân, Tý, Tuất, Tiểu nhân, Hợi, Mão, màu sắc may mắn, tím, vàng. 5. Canh Thìn Kim, Nam Thủy Diệu, Nữ Mộc Đức. Khẩu quyết, nghe ai đó khuyên thì cũng chớ vội áp dụng ngay vào mình, hãy nghiến ngẫm trước đã. Quý nhân, Hợi, Thìn, Tiểu nhân, Mão, Tuất, màu sắc may mắn, vàng, xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.